Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 12 tháng 5 2021 nha quý vị. Hôm nay tôi sẽ cập nhật tất cả những cái dòng xe cũ đang có tại Toyota Tân Cảng để quý vị xem xét coi những chiếc nào nó có phù hợp với mình hay không. Thì quý vị có thể liên hệ tôi để tôi có thể tư vấn và hỗ trợ quý vị tốt nhất ha. Hiện tại thì Toyota Tân Cảng có rất là nhiều dòng xe khác nhau của rất là nhiều hãng khác nhau. Nên là quý vị có thể thông qua video cập nhật này, quý vị tìm kiếm cho mình chiếc xe nào phù hợp nhất. Còn nếu như quý vị mà có nhu cầu bán những mẫu xe cũ thì quý vị cứ vui lòng liên hệ, chúng tôi sẽ tư vấn và mua xe cũ với quý vị với cái giá tốt nhất ha. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng tôi khám phá chi tiết những mẫu xe cũ tại Toyota Tân Cảng ạ. Xin mời quý vị. Chiếc xe đầu tiên là chiếc là Avanza phiên bản G quý vị, đời 2019. Xe này mang bản số tại thành phố Hồ Chí Minh nè. Chạy 65.600 km. Màu là màu trắng nha quý vị. Và hiện tại mẫu xe này đang được Toyota Tân Cảng rao bán với giá là 530 triệu đồng cho mẫu Avanza phiên bản G này. Tiếp theo đó là chiếc Ford Escape 2.3 số tự động một cầu đời 2013, màu vàng cát, mang bản số tại thành phố Hồ Chí Minh, chạy khoảng cỡ 90.000 km. Xe đây là một chiếc xe mà chủ nhân cũ là một người giữ xe rất là tốt nè, mang bản số tại thành phố Hồ Chí Minh và hiện tại đang được rao bán với mức giá đó là 390 triệu đồng dành cho mẫu xe Ford Escape này. Mẫu xe tiếp theo ạ, đây là mẫu xe Fortuner máy dầu số sàn đời 2019, nhập khẩu nguyên chiếc, chạy khoảng cỡ 26.000 km, mang bản số tại thành phố Hồ Chí Minh và hiện tại đang được Toyota Tân Cảng rao bán mức giá đó là 945 triệu đồng. Màu xám lông chuột nha quý vị. Hiện tại mà quý vị kiếm những mẫu xe mà Fortuner máy dầu số sàn và nhập khẩu á thì phải nói là rất là hiếm ha. Tiếp theo ạ, đây là mẫu xe Corolla Atic 2.0 đời 2010, chạy 161.000 km, màu là màu đen, mang bản số tại Bình Dương và hiện tại mẫu xe này đang được Toyota Tân Cảng rao bán mức giá là 440 triệu đồng nha quý vị cho mẫu Corolla Atic đời 2010 này, chạy 161.000 km này. Tiếp theo ạ, đây là mẫu Hyundai Tucson đời 2011, chạy 125.000 km, mang bản số tại thành phố Hồ Chí Minh, màu là màu xám lông chuột và hiện tại đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá là 485 triệu đồng nha quý vị. Hyundai Tucson 485 triệu đồng. Tiếp theo ạ, đây là mẫu Corolla Arctic nè, 1.8G số tự động, chạy khoảng cỡ 18.842 km, màu là màu đen quý vị. Xe thì phải nói là rất mới, đời 2020 mà. Mang bản số tại Tây Ninh và hiện tại á xe này đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá là 720 triệu đồng cho mẫu xe Corolla Arctic 1.8G số tự động đời 2020 luôn quý vị, chạy chỉ có 18.842 km. Còn đây là một chiếc xe mà đẹp mà hôm qua tôi có giới thiệu quý vị nè, Mazda 3 đời 2016, mang bản số thành phố Hồ Chí Minh, chạy chỉ có 30.000 km thôi ạ. Và đang được Toyota Tân Cảng rao bán mức giá là 530 triệu đồng dành cho mẫu xe này. Đó, 2016 màu trắng. Nó là xe này rất là đẹp, rất là liền lạc. Tiếp theo là mẫu Toyota VSG đời 2018, chạy 59.000 km, mang bản số tại thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc này cũng là chiếc màu trắng luôn. Và hiện tại đang được rao bán đó là 495 triệu đồng cho mẫu Toyota VS. Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng VS nha quý vị. Còn chiếc này là Toyota Honda Ra, chiếc này thực hiện theo chương trình thu xe cũ đổi xe mới đây. Đời 2018 màu bạc, mang bản số tại thành phố Hồ Chí Minh, chạy 42.500 km và hiện tại đang được rao bán với mức giá là 540 triệu đồng. Đây là phiên bản RS nha quý vị, phiên bản thể thao à. Quý vị nhìn ngoại thất xe rất là hầm hố ha. Tiếp theo đây là mẫu xe Toyota Yaris G số tự động đời 2019, chạy khoảng cỡ 20.000 km, màu đỏ. Xe này thì nhập nguyên khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan này, mang bản số tại thành phố Hồ Chí Minh, chỉ chạy có 20.000 thôi quý vị. Và đang được rao bán mức giá là 640 triệu đồng cho mẫu xe Toyota Yaris màu đỏ này. Tiếp theo ạ, đây là mẫu xe Toyota Innova G số tự động đời 2019 nha quý vị. Màu trắng, mang bản số tại thành phố Hồ Chí Minh, chạy khoảng 53.000 km và hiện tại đang được Toyota Tân Cảng rao bán mức giá đó là 765 triệu đồng cho mẫu xe Innova G đời 2019 này. Đó. Xe này thì đã tháo biển rồi, đã bán rồi, chúng ta bỏ qua nha quý vị. Tiếp theo ạ, đây là mẫu xe Fortuner máy dầu số tự động một cầu nha quý vị, đời 2018, chạy 59.000 km, màu là màu nâu,
mang bằng số tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại mẫu xe này đang được Toyota Tân Cảng rao bán mức giá là 970 triệu đồng dành cho mẫu xe Fortuner máy dầu số tự động này. Xe này có gắn camera 360 đường nha quý vị. Đây, quý vị thấy ở trên kính nữa nè, trên gương chiếu hậu nè. Tổng hợp 4 cái camera này nó sẽ ra cái camera 360 xung quanh xe để quý vị có thể là xem xét và đánh giá ha. Còn đây là mẫu xe Honda CR-V phiên bản L, phiên bản nối dài đây ạ. Đời 2019, chạy chỉ có 5.100 km, mang bản số tại thành phố Hồ Chí Minh và hiện tại đang được Toyota Tân Cảng rao bán với 1 tỷ 025 triệu đồng dành cho mẫu xe Honda CR-V này. 1 tỷ 025 triệu đồng nha quý vị. Chạy hơn 5.000 km màu đen. Đây nha quý vị. Tiếp theo ạ. Đây là một mẫu xe mà cũng có nhiều quý vị tìm kiếm nè. Fortuner máy dầu số sàn đời 2016, chạy 81.000 km, mang bản số tại thành phố Hồ Chí Minh, màu bạc. Và hiện tại đang được rao bán với mức giá là 740 triệu đồng. Tại Toyota Tân Cảng còn hai chiếc Fortuner máy dầu đời 2016 này nữa, nhưng mà là màu xám lông chuột, đều mang bản số tại thành phố Hồ Chí Minh hết và được rao bán mức giá là 720 triệu đồng nha quý vị. Fortuner máy dầu đời 2016 tương tự như vậy luôn ạ. Tiếp theo là đây là Innova E số sàn đời 2019, chạy 16.000 km, mang bản số tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại mẫu xe này đang được rao bán là 690 triệu đồng. Hiện tại Toyota Tân Cảng vừa mới về một mẫu xe Innova E số sàn đời 2019 luôn ạ. Chạy khoảng cỡ 20 mấy ngàn km đó, mang bản số tại thành phố Hồ Chí Minh và đang được rao bán mức giá là 675 triệu đồng. Xe này thì sắp tới sẽ về tại Toyota Tân Cảng thì tôi sẽ quay giới thiệu chi tiết ha. Còn bây giờ tôi gửi quý vị thông tin Innova E số sàn đời 2019, chạy 20 mấy ngàn km, mang bản số thành phố Hồ Chí Minh, xe thì full option, giá 675 triệu nha quý vị. Chiếc này đã tháo bản số trong thông tin rồi nên chúng ta bỏ qua, đã có khách hàng đặt cọc rồi. Còn đây là Innova E số sàn đời 2018, chạy 88.000 km và giá là 601. Xe này cũng mang bản số tại thành phố Hồ Chí Minh luôn, tại Toyota Tân Cảng còn một chiếc như thế này nữa, nhưng mà là màu bạc, đang trong quá trình hoàn thiện nha quý vị. Còn đây là mẫu xe cuối cùng trong cái dãy trưng bày của Toyota Tân Cảng này quý vị. Fortuner máy dầu số tự động phiên bản 2 cầu đời 2021 nha quý vị. Xe này chỉ có chạy 50 km thôi, có nghĩa là vừa chạy đăng ký và chạy roda một ít thôi. Xe này đứng tên công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, màu là màu đen. Xe này khi mà mua về thì công ty này không thích màu này nữa thì đổi qua màu khác, thì chấp nhận bán cái mẫu xe này nha quý vị. Và hiện tại đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá là 1 tỷ 458 triệu đồng cho mẫu xe chỉ chạy có 50 km nha quý vị. Nếu mà quý vị thích những cái mẫu Fortuner máy dầu số tự động 2 cầu như thế này á, thì quý vị sẽ mua mẫu xe này và quý vị lợi tiền thuế rất là nhiều nha quý vị. Đó. Rồi, mời quý vị qua mẫu xe tiếp theo ạ. Còn đây là chiếc Toyota Camry nha quý vị, 2.0G. Tại Toyota Tân Cảng thì tại Toyota Tân Cảng hiện tại bây giờ có hai chiếc Toyota Camry như thế này. Chiếc này là Toyota Camry 2.0G đời 2019, chạy khoảng cỡ 8.500 km, màu đen, mang bản số tại Đồng Nai và hiện tại mẫu xe này đang được rao bán là 990 triệu đồng. Ngoài ra thì Toyota Tân Cảng còn một chiếc nữa, cũng hay Camry 2.0G đời 2019 luôn, nhưng mà mẫu xe kia là màu nâu và chỉ chạy có 5.000 km thôi, mang bản số tại Bến Tre 71. Và mẫu xe chạy 5.000 á, mang bản số Bến Tre được Toyota Tân Cảng rao bán là 995 triệu. Đây là hai mẫu xe Toyota Camry 2.0G đang có tại Toyota Tân Cảng. Những mẫu xe này phải nói là số km chạy rất là ít và đều là những cái mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan hết. Thì quý vị thấy là cái chất lượng xe còn y như xe mới đúng không ạ? Phải nói là chất lượng rất là đẹp. Và trên đây là tất cả những cái dòng xe cũ mà Toyota Tân Cảng đang trưng bày. Thì quý vị có nhu cầu về dòng xe nào thì vui lòng gọi hotline hoặc đến trực tiếp Toyota Tân Cảng để tôi có thể tư vấn và hỗ trợ quý vị tốt nhất ha. Đó. Còn nếu như quý vị đã có nhu cầu bán những mẫu xe cũ của mình thì vui lòng gọi hotline để tôi có thể tư vấn và mua xe cũ quý vị với cái giá tốt nhất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.